Sao? Nhớ tôi rồi đúng không? Về nhà lâu rồi. Vừa về đã nhớ tôi rồi à? Nói chuyện với ai mà tươi tắn thế? Mẹ chưa ngủ à? Mẹ không phải hỏi. Con trai mẹ tắm rửa rồi, ăn cơm rồi, về nhà rồi. Giờ mẹ có thể yên tâm về phòng đi ngủ. Này nhá, mẹ đợi con đến giờ này, không phải để nghe con nói câu đấy. Mà con mua bánh rau hả? Mẹ thấy ở dưới bếp. À, Nam mua cho bà. Con lại đi chơi với cái Nam. Huy nó mời Nam ăn cơm để cảm ơn cái vụ giúp Khánh Thi mà. Thằng Huy nó mời cái Nam để cảm ơn, chứ phải con đâu. Con đi làm cái gì? Thôi, mẹ về phòng đi ngủ đi, tôi buồn ngủ. Này, đã nói thì phải nói cho hết. Bây giờ anh lấy cớ bao biện để đi chơi với cái Nam, sau này anh công khai chuyện tình cảm với nó, anh cho rằng chuyện đã rồi giống như thằng em anh. Lúc đấy tôi còn nói được chuyện gì nữa hả? Mẹ về đi ngủ đi, mai mà mẹ đi làm sớm nữa. Mẹ ngủ ngon nhá, bye bye. Chị thức cả đêm chỉ để nhắn mấy lời này thôi à? Tần Cơ Minh, chưa ngủ à? Em thấy trên mạng người ta bảo là mấy người yêu vào ấy hay nói với nhau mấy cái lời ngớ ngẩn lắm, như kiểu là anh đang đi vệ sinh, em cũng thế, vân vân mây mây. Trước em với Matthew như thế đấy. Đừng có nhắc lại nữa, dở hơi vừa thôi, ngủ tiếp đi. Chị cũng dở hơi còn thế. Cái gì? Em dở hơi, anh cũng dở hơi. Đấy có phải là lời của mấy người yêu nhau không chị? Điền à? Chị với anh Long yêu nhau thật rồi à? Em không đồng ý để cái Nam làm trợ lý cho thằng Long đâu. Ô hay, ai bảo nó làm trợ lý đâu. Mà sao càng ngày em càng ác cảm với con bé thế nhỉ? Em không ác cảm với con bé, mà em chỉ lo cho con trai anh thôi. Nó là đông con trai sức dài vai rộng, có cái gì phải lo. Nhỡ thằng Long nó yêu cái Nam thì sao? Em lại thế rồi, suốt ngày ngồi suy diễn. Mà này, có khi hai đứa nó yêu nhau lại hay nhé. Con bé xinh xắn mà lại tốt tính đấy, nó hợp với bà lắm. Có nó về em nhàn ấy, đỡ lo chuyện mẹ chồng nàng dâu. Anh này, chỉ sợ thằng Long nhà mình yêu đương chơi bời rồi làm khổ con bé thôi. Anh thật, chỉ vì sức khỏe của mẹ, chỉ vì để mẹ vui, anh cũng không ngại hy sinh cả hạnh phúc của con trai mình nữa. Sao em có thể nói về mẹ với một thái độ như thế nhỉ? Đi ngủ đi, nửa đêm rồi cứ ngồi cằn nhằn như bà già.